Luôn chú nha, nay lên cho chú một con Estin mà ít không đấm tư mắc năm đời châu Âu nha. VIP như một con máy thùng, làm xích theo máy là 1 mét nha. Con tuyên bố luôn nha, con này ở Việt Nam kiếm con thứ hai không có luôn. Không đấm tư mà mới như vậy nha, còn không đấm tư cũ rích là nhiều nha. Riêng con không đấm tư này là một con máy thùng luôn, đem đầu con luôn nha. Này cũng mới thử cơ nên dính mùng cơ. Tình trạng máy là 99% nha. Làm xích theo máy 5 mét, xích là xích 404 hậu chọn. Cái thằng này siêu nó hơi đen hẳn gì á. Siêu viết nha. Nó có để cho nên được á. Cái vô ân thì alo không tâm tư. Như mấy thùng nha, cho không. You're true.